vì sức khỏe cộng đồng. Người Việt tự giết chết 15 năm tuổi thọ của mình chỉ vì những thói quen buổi sáng ai cũng mắc. Những thói quen buổi sáng này sẽ khiến bạn chết sớm hơn 15 năm. Hãy đọc và bỏ ngay hôm nay nhé. Thứ nhất, không ăn sáng. Các chuyên gia dinh dưỡng thường nói rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, và không ăn sáng là một thói quen vào buổi sáng cần phải loại bỏ ngay lập tức. Nhiều người thắc mắc, vậy buổi sáng tôi nên uống một cốc sữa, ăn một cái bánh hay chỉ ăn một loại ngũ cốc nào đó? Câu trả lời ngắn gọn là ăn gì cũng được, miễn là có cái để nhét vào bụng. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những người bỏ bữa sáng có nguy cơ bị bệnh tim mạch vành cao hơn 27% so với những người không bỏ bữa sáng. Một bài báo trên tạp chí International Journal of the Food Nutrition cũng cho biết những người ăn bữa sáng với ngũ cốc ít bị trầm cảm và căng thẳng hơn những người bỏ ăn sáng. Không ăn sáng gây ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa như loét niêm mạc dạ dày, viêm ruột non. Thứ hai, dán mắt vào điện thoại ngay sau khi thức dậy. Nhiều người có thói quen kiểm tra email hay bật mạng xã hội ngay khi thức dậy. Thế nhưng, các chuyên gia về sức khỏe thị giác cảnh báo hành động này sẽ gây hại cho mắt. Nhìn vào điện thoại sẽ làm khô mắt. Việc này càng tồi tệ hơn khi mắt chúng ta nhìn vào điện thoại ngay khi vừa mở mắt tỉnh giấc. Khi đó, mắt vẫn chưa kịp tiết ra nước mắt để duy trì độ ẩm cần thiết. Nhìn vào điện thoại lúc này sẽ gây cảm giác khó chịu cho mắt, có thể kéo dài cả ngày hôm đó. Thứ ba, không đánh răng. Sau một giấc ngủ dài, khoang miệng chứa rất nhiều mảng bám. Chúng kết hợp với các canxi và muối trong nước bọt hình thành các vết ố chứa nhiều nấm và vi khuẩn. Đánh răng sẽ ngăn cản các vi khuẩn sinh sôi, phát triển và gây các bệnh răng miệng nguy hiểm. Các nha sĩ khuyên bạn nên đánh răng trước khi ăn sáng khoảng 30 phút. Thứ tư, ăn bánh ngọt buổi sáng. Thực phẩm này rất tiện lợi để ăn sáng, nhưng đây là loại thực phẩm chứa nhiều đường, không chỉ khiến cho bạn bị béo hơn mà còn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng nữa. Thứ năm, thói quen uống quá nhiều cà phê. Cà phê chỉ cung cấp cho bạn một sự tăng năng lượng nhanh chóng trong não bộ, vì thế bạn không thể chỉ uống cà phê để thay một bữa sáng lành mạnh được. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh, like để ủng hộ mình cũng như đón xem những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.